Đối với Dũng thì hiện tại thì thầy Bác vẫn đang làm cho đội tuyển, và Dũng nghĩ Dũng vẫn cố gắng tập luyện để làm được với thầy Bác được những ngày tháng còn lại. Đối với thầy Bác thì Dũng có quá nhiều là kỷ niệm đối với thầy, và mỗi lần kết thúc một giải đấu thì đấy là một những kỷ niệm tốt, và để mà nói ra một kỷ niệm rất là khó. Được những cái ngày lên đội tuyển đó là Dũng trân trọng những ngày mà được làm việc và sinh hoạt cùng thầy Bác. Đối với Dũng thì như mọi người đã biết là thầy Bác một người luôn về rất là tình cảm trong công việc, luôn là nghiêm khắc và truyền cảm hứng cho tất cả các cầu thủ trên sân cũng như là trong cuộc sống. Hey!